3.000 thí sinh từ khắp nơi, 10 cô gái xinh đẹp và may mắn nhất đã trở thành những nữ game thủ lọt vào top 10 cuộc thi Miss Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 2018. Từ đây, 10 cô gái xinh đẹp này sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi bằng những ngày tranh tài theo từng chủ đề tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, cũng như trải nghiệm thực tế với những thử thách từ ban tổ chức. 3 thí sinh xuất sắc sẽ được trao ngôi vị quán quân, Á quân 1 và Á quân 2 của cuộc thi, đồng thời sẽ trở thành đại diện hình ảnh cho game. Ở phần thi đầu tiên, khác hẳn với sự phấn khích ban đầu, 10 cô gái đã trở nên nhút nhát hẳn khi bước bên hồ bơi với trang phục áo tắm. Chính nét e ấp, hồn nhiên và gượng gạo đó đã tạo nên sự khác biệt của cuộc thi này. Chào các bạn, tôi tên là Phạm Thị Thanh Thủy, ác của tôi là Việt DZ. Tôi đến từ server S200 bang Tiểu Ngạo. Tôi đến từ Hà Nội và đến với cuộc thi này tôi mong muốn cho mọi người hiểu được một điều rằng một phụ nữ không thể chỉ ở nhà nội trợ nấu cơm mà còn có thể đi làm và chơi game nữa, cũng có thể hòa mình vào cuộc sống như tất cả các bạn trai khác, để các bạn không có phân biệt là phụ nữ không biết chơi game. Tôi là Hà Thanh Hà, nhân vật của tôi trong game là Cáo. Tôi chơi ở server S6 bang Full House. Tôi đến từ Hà Nội. Tôi thấy cuộc thi Miss này rất là bổ ích cho các chị em, bởi vì thường thì mọi người thường thấy là cái Võ Lâm Truyền Kỳ là chỉ có con trai chơi thôi, nhưng mà các chị em tôi sẽ chứng minh là chúng tôi cũng chơi. Chào mọi người, mình là Ngọc Hoài. Tên nhân vật của mình là Ma Thần Vương, mình ở S475, quê hương của mình là ở Phú Lý, Hà Nam. Biết Võ Lâm Truyền Kỳ là một nơi gắn kết cộng đồng rất tốt và giải trí những lúc mình rảnh rỗi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, mình đến từ Hà Nội. Hiện tại mình đang chơi Ác Trúc Anh Đài ở bang Hội Tự tại server 294. Mình chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ được hơn một năm và chung thủy với nhân vật Thúy Yên. Đến với cuộc thi này thì mình cảm thấy có một cái cơ hội để có thể giao lưu thêm với các bạn cùng chơi game, có chung một sở thích đó là chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ. Nên là mình đã tham gia cuộc thi. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Thu. Tên in-game của tôi là Diệu Thiên, bang Thiên Mệnh, Server Long. Tôi đến với cuộc thi lần này vui là chính và muốn được có nhiều bạn bè hơn. Xin chào mọi người, tôi là Moon và tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tên thật của tôi là Phạm Thị Bảo Trân và nhân vật trong game của tôi là Nhi Ú, server 247. Thực ra là tôi tham gia cuộc thi này cũng là thi dòng lầu để lấy bộ trang phục trong game, nhưng mà không ngờ là được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy. Thì rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Bùi Nhật Phương. Hiện mình đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Tôn Đức Thắng. Nhân vật trong game của mình là Min từ bang Vô Cực S415. Mình tham gia cuộc thi vì muốn hoàn thiện bản thân hơn, và cũng nhờ có cuộc thi mà mình có thể làm quen thêm rất là nhiều người bạn mới. Và mình cảm thấy là cuộc thi rất là có ý nghĩa vì đã giúp gắn kết cộng đồng với nhau. Mình hy vọng là có thể gắn bó với game được lâu và lâu hơn nữa. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Bảo Hà, mình đến từ Sài Gòn. Nhân vật game của mình là SL Bạch Xà của bang Thiên Mệnh, và server của mình đó là server 106 Phong Kiếm. Mình đến với cuộc thi này lúc đầu chỉ là để vui thôi, nhưng mà được tất cả các anh em trong bang và server ủng hộ rất là nhiệt tình. Do đó khi mà nên là mình cũng cố gắng, và khi mà đến đây thì mình lại càng vui hơn, là vì mình có thể kết bạn thêm rất là nhiều, những bạn ở ngoài Hà Nội, rồi ở miền ngoài, và có những bạn là còn ở miền trong nữa. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Quỳnh. Năm nay mình được 21 tuổi và mình chơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân vật game của mình là Bảo Bảo. Mình chơi tại S41, tại bang anh em Cây Khế. Mình gắn bó với game này là được 2 năm rồi. Game này được gọi là mình gắn bó lâu nhất rồi. Mình tham gia cuộc thi Miss Võ Lâm Mobile để giao lưu học hỏi và kết bạn nhiều hơn nữa. Và mình cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho mình rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lan Anh, tên in game là Tiểu Anh. Mình đến từ bang Tha Thu, server 16, Chiết Giang. Thật sự thì mình biết đến game này cũng khá là lâu rồi, và mình cũng chơi từ những server đầu, và mình cảm thấy rất là thích chơi game. Và rất là may mắn hơn nữa thì lại được biết đến cuộc thi Meet Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile này, và mình đã đăng ký tham gia. Mình cảm ơn tất cả mọi người nói chung, cũng như là những người trong bang, những người bạn hảo hữu của mình đã
ủng hộ Hoa cho mình, bình chọn cho mình để mình có thể đi được đến vòng này. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ bình chọn cho mình. Bye bye.